Các bạn xem thì nhớ để lại một like trước khi rời đi nha. Nhìn vào số liệu bên dưới 100 người, xem chỉ có 6 người đăng ký và like. Thật sự rất buồn ạ. Bấm like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Đây là tôi khi múa nắc ở 2022. Ôi, ôi, ôi. Ý cô làm vua khi ta có thể làm thần, thì ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Kẻ sống trong nắng hạ sao hiểu được giá lạnh ngày đông. Ngươi chẳng biết được tham vọng của ta đâu. Hãy subscribe.
ngạnh với nỗi cô đơn, nhớ người nhiều hơn chán tim này không ngừng đau đớn, nhớ những giận hờn nơi đây hai ta đã từng nước mắt trắng ngưng khi mình giờ thành người dưng tan nát cõi lòng khi nhìn em xanh bước bên ai, ước rằng ngày mai ký ức anh không còn nè nữa, thiếu vắng đi em cuộc sống anh sao có dư thừa. Chỉ còn nỗi nhớ còn sẽ xin lỗi vì để lỗi buồn trong cuộc đời của anh. Sau này sẽ luôn thở bao nhiêu vậy bác sĩ? Nên là đêm đêm nhiều nỗi buồn ngày ấy chỉ bây giờ. Anh một thằng diễn hồn mà nhìn anh đã lừa dối em.